Anh. Ô, em mới tới em. Anh. Chờ em thiệt lâu. Em nghĩ là em có hơi thích anh rồi đó. Hay là bây giờ mình xóa kết bạn thôi. Ồ, kìa. Thì anh nghĩ coi, nếu như bây giờ mình bắt đầu một cuộc tình á, thì giai đoạn đầu mình cũng yêu thương nồng nhiệt, rồi sau đó mình sẽ lại giận hờn cãi giả nhau, rồi chuyển sang giai đoạn chiến tranh lạnh, cuối cùng á thì cũng chia tay rồi xóa kết bạn à. Vậy thì bây giờ á mình đốt cháy giai đoạn luôn đi anh. Xóa kết bạn luôn. Ừ. Tới khúc cuối luôn. Tới khúc cuối luôn. Anh thấy sao? Vậy luôn. Đỡ tốn thời gian. Đỡ tốn thời gian. Ừ, ok. Ok. Bye bye. Bước qua đường nhau để làm nhau đau, để làm nhau khóc, gặp nhau không muốn chào.